nhỉ sứ thiên. Hãy nghe và nhắc lại câu nói. Sau này còn phải nhờ bạn giúp nhiều lắm. 以后还请你多多帮助。 以后还请你多多帮助。以后还请你多多帮助。 Hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Gọi mình Đức là được. 叫我阿德就好. Cũng vậy. 也是. Tiếng Trung của bạn thật tốt. 你的中文真好. Đâu có. Ná lý. Chỉ biết nói một chút. Chỉ hội xuôi ý điển. Sau này còn phải nhờ bạn giúp nhiều lắm. Ý hô hãy chính ý tu tu băng trụ.